Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Nghệ sĩ Tài Linh trở về nước làm điều này cho Vũ Linh. Với nghệ sĩ Tài Linh, hát là một giấc mơ không nguôi trong những năm tháng xa quê. Giờ thì chị sẽ được hát trên quê hương mình, sẽ được nghe từng hơi thở, nhìn rõ từng nụ cười, ánh mắt khán giả. Khán giả chào đón sự trở về sau 7 năm xa quê hương của nghệ sĩ Tài Linh bằng hoa và những vòng tay thắm thiết. Sân bay Tân Sơn Nhất buổi sáng 31 tháng 3 có một góc đầy kín khán giả hâm mộ. Chị đã bật khóc trong niềm hạnh phúc tràn đầy. Sang Mỹ định cư năm 2004 theo diện đoàn tụ gia đình, NS Tài Linh rời quê nhà trong nước mắt. Gia đình chị được cha chồng bảo lãnh, lúc rời Việt Nam, Kubi, con trai chị, tên thật Đoàn Duy An mới 23 tuổi. Nay thì chàng trai này đã là cha của hai cô bé và Tài Linh đã lên chức bà nội. Những năm đầu sang Mỹ, chị sinh sống bằng nghề làm móng ở. Victor View 3 năm sống ở đây đối với chị là những chuỗi ngày dài nhớ quê hương và ánh đèn sân khấu. Cứ đến chập tối là tôi muốn khóc, thực tế là... Sang Mỹ định cư năm 2004 theo diện đoàn tụ gia đình, Tài Linh rời quê nhà trong nước mắt. Gia đình chị được cha chồng bảo lãnh, lúc rời Việt Nam, Kubi, con trai chị, tên thật Đoàn Duy An mới 23 tuổi. Nay thì chàng trai này đã là cha của hai cô bé và Tài Linh đã lên chức bà nội. Những năm đầu sang Mỹ, chị sinh sống bằng nghề làm móng ở. Victor View 3 năm sống ở đây đối với chị là những chuỗi ngày dài nhớ quê hương và ánh đèn sân khấu. Cứ đến chập tối là tôi muốn khóc, thực tế là quá buồn vì sống và làm việc trong khu người nước ngoài nhiều hơn người Việt. Ngôn ngữ cách biệt, nghĩ đến con đường đi hát là thấy mịt mờ, chị xúc động kể. Vì vậy, so với các nghệ sĩ định cư tại Mỹ, nghệ sĩ Tài Linh ít nhận show biểu diễn. Năm 2008, khi gia đình chị dọn về Huntington Beach, thành phố biển nằm trong khu Santa Ana, trung tâm định cư của người Việt, ngoài nghề trang điểm và làm đẹp ở tiệm nail nổi tiếng của chị, khán giả kiều bào đã gặp lại một Lý Thần Phi, Tài Linh và nhiều vai diễn khác của chị trên đất Mỹ tâm sự với nỗi niềm xúc động trong chuyến trở về này. Chị nói, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tâm trạng tôi khó tả lắm. Tôi chỉ mong nhanh chóng về đến nhà để thăm mẹ tôi. Bà năm nay đã 87 tuổi, luôn mong đứa con gái xa xứ trở về. Khi tôi là mẹ, giờ là bà nội, tôi càng hiểu hơn ý nghĩa của hai từ trách nhiệm về thăm lại người thân và còn một việc không kém ý nghĩa khác đối với chị là được hát trước khán giả quê nhà. Hát đối với tôi là một giấc mơ không nguôi trong những năm tháng sống trên đất khách. Tôi đã có một thời vàng son lưu dấu trong tim khán giả quê nhà với những vai diễn, bài hát được nhiều người yêu mến. Bỗng dưng buông bỏ tất cả, hướng sang một cuộc sống mới, khác lạ. Giờ thì tôi sẽ được hát trên quê hương mình, sẽ được nghe từng hơi thở, nhìn rõ từng nụ cười. Ánh mắt khán giả nguyện ước của chị là có được một đêm cả gia đình cùng đứng trên sân khấu. Chị Tài Lương, chị cả, em trai Út Chí Linh và tôi sẽ hát như chưa bao. Giờ được hát vốn là đôi bạn diễn ăn ý trên sân khấu cải lương, Tài Linh không kìm được xúc động khi được báo tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời. Chia sẻ với chúng tôi, ca sĩ Quang Thành nói nghệ sĩ Tài Linh là người gọi điện cho anh báo tin Vũ Linh qua đời. Khi đó, nữ nghệ sĩ chỉ nói, anh Năm, tên gọi thân mật của Vũ Linh đi rồi, chị buồn quá. Trong cuộc trò chuyện, Tài Linh liên tục bật khóc, tôi phải động viên chị rất nhiều, chị ấy rất dễ bị xúc động. Đối với bạn diễn sân khấu, anh Vũ Linh sẵn sàng giúp đỡ mọi người chứ không riêng gì Tài Linh. Nhưng khi Tài Linh đứng chung với nghệ sĩ Vũ Linh thì khán giả nhiệt tình ủng hộ. Quang Thành cho hay, mấy năm nay, nghệ sĩ Tài Linh luôn trăn trở về tình hình sức khỏe của Vũ Linh. Mọi người vẫn mong cô trở lại sân khấu, hội ngộ cùng Vũ Linh và những giọng ca đoạt giải Trần Hữu Trăng mùa đầu tiên như Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thủy, Thanh Hằng, Ngọc Huyền, nhưng nữ nghệ sĩ đắn đo vì sức khỏe của Vũ Linh không cho phép. Sau khi mẹ chị Tài Linh mất, người chị ấy quan tâm là anh Vũ Linh. Lúc anh Linh nhập viện, chị ấy không biết phải làm sao, Quang Thành kể lại. Tài Linh từng tâm sự với Quang Thành rằng Vũ Linh và cô không chỉ ăn ý trên sân khấu mà còn có sự tương đồng trong quan điểm làm nghề. Cả hai không thích ồn ào hay danh vọng, cũng không muốn mang nghệ thuật đến nơi không xứng tầm. Họ cũng sống chan hòa,
không làm mất lòng ai. Anh Vũ Linh và chị Tài Linh là những người tri kỷ trên sân khấu và ngoài đời. Thành công của cả hai là nhờ vào sự yêu thương của khán giả. Quang Thành nói thêm, ca sĩ Quang Thành tiết lộ người thân thiết với Tài Linh trong nghề phải kể đến Thanh Tòng, Ngọc Đáng và nghệ sĩ Vũ Linh. Ba nghệ sĩ này đã lần lượt rời chị. Có thể ngày chị Tài Linh quay lại sân khấu hơi khó khi ba người này không còn, vì chị không còn động lực nữa, mà đôi khi quay lại càng làm chị nhớ thêm. Anh nói, một người quen với Vũ Linh cho biết nam nghệ sĩ đã nhập viện hơn 10 ngày qua trong tình. Trạng lúc tỉnh lúc mê, sáng 5 tháng 3, giọng ca Lương Sơn Bá, chúc anh Đài tỉnh táo và muốn đưa về nhà nên gia đình đã chiều ý. Thời điểm trước khi Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ Tài Linh từ Mỹ gọi điện về chỉ biết khóc, cậu vẫn nghe rồi chảy nước mắt. Sau một hồi kinh, cậu ra đi thanh thản trong vòng tay của gia đình. Các cô đào gắn liền với tên tuổi của Vũ Linh đã nhìn mặt cậu lần cuối. Chỉ thiếu hai cô đào Thanh Thanh Tâm và Tài Linh chưa về kịp. Người này kể, Tài Linh từng là ngôi sao của sân khấu cải lương miền Nam. Cô được khán giả yêu mến qua các vở tuồng như Trảm Trịnh Ân, Phụ Nghi Đình, Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Thái Bình Công Chúa, Bích Vân Cung Kỳ Án. Trong sự nghiệp, tên tuổi của Tài Linh được chú ý hơn khi kết hợp cùng Vũ Linh, tạo nên bộ đôi ăn ý của sân khấu cải lương. Những năm gần đây, giọng ca Mưa Bụi gần như vắng bóng, ít khi xuất hiện trước công chúng. Dù giờ ra ánh đèn sân khấu, không còn hoạt động sôi nổi, nhưng Tài Linh có một gia đình viên mãn, thỉnh thoảng gặp gỡ đồng nghiệp tại hải ngoại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.